Rồi lên bốn em cái luôn nè. Trời ơi, bốn cái này, hàng này là mãng màu là ok, lông lá mức được luôn nè, có đuôi nè. Hàng này mà khỏi chơi luôn, 7 kg á. Chết rồi, về nuôi thôi. À, đầu năm đầu tháng anh em nào mà muốn mua hết sinh sản bốn con luôn, về nuôi sinh sản đi. Đây bốn con hàng đẹp lắm, bốn cái hết nè. Đây người ta ha, là đầu năm mà người ta ở nhà ta uống cà phê, mình đầu năm mình đi bắt chó chơi vậy đó. Đây đầu năm cày đó, cả năm cho cày luôn. Hàng đẹp quá mà. Ơi, đầu năm rước lộc về nhà luôn nha mọi người ơi. Đực cái đầy đủ đây, bốn con cái đây, còn đây đực cũng có luôn.